Thì còn chỉ 2 tháng, trên 2 tháng thôi là bước qua cái năm mẹo. Thì cái năm mẹo này là thầy nói là mèo lui gồng tới bay dơ dẳng á, thế giới chiến tranh nổ khắp bụng không mày. Cái năm mẹo này coi như cái trận chiến, thì trong kinh điển của Phật nói chuyện là phải có xảy đến rồi. Bởi vì trong cái chỗ năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, mà năm mẹo tháng hợi mới lũy tuôn dần về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thấy phơi. Phải có, nhưng mà không biết cái mẹo nào. Nhưng mà cái bước đường này đó là cái đời nó đã hết đời. Thành ra cái chỗ môn nhân đệ tử phải nghe kỹ trong chỗ đó mà lo tu hiền nghe. Nói nhiêu đó biết rồi, phải lo tu hiền rồi. Bây giờ cái đời nó hết rồi, nó không có còn như ngày xưa nữa. Bởi vì ráng lo tu hiền mới có thoát khỏi trong cái trận sau khi này. Cũng như cái trận sau khi này nó đi liền trong cái chỗ nè. Ông nói mặt nước biển lao nhau lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh màu, ngọn thủy kiều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen lưng kiện. Theo tôi nói ra là biết cái ý nghĩa đó rồi, nó đi tới đâu rồi chứ không có dẹt ra. Bởi vì sống trên đời tri nhân tri diện, ai nào có tri tâm thì nói ra đó phải nhớ thấu hiểu được cái ý nghĩa trong cái câu kinh. Dạ, mình tu hiền là tu thế nào không hay? Nghĩa là hiền khô hay là hiền lương như thế nào không hay? Cái chỗ hiền khô là có tội nặng nhất. Có người tu mà tu hiền khô đó là tội nặng nhất. Bởi người tu, cái người hiền phải biết chuyện. Bởi có câu nói biết chuyện rồi phải hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức ấy từ bi vô lượng. Tu phải nói chuyện. Người biết chuyện mà nếu biết không nói là bất nhân, thấy không nói bất nghĩa. Đó là làm ngư. Nhưng mà dạch ra hết rồi, ai muốn làm gì đó làm, tự thân mà tạo lấy. Chứ người tu không có hiền khô được. Nhiều người cái hiền khô là tội nặng nhất. Người hiền khô là tội bất nhân. Thấy không nói là tội bất nhân. Cái người hiền phải biết chuyện. Trong cái khuôn khổ cái kinh điển của Phật để như thế nào, và phải dạch ý nghĩa trong câu kinh đó, để cho môn nhân đệ tử người chưa hiểu biết được, để cho người ta hiểu biết, đặng lo tu hiền, đặng thác cái quả sau khi này. Sau khi này đó nói thẳng đó nghe, tại con mình say mê vật dục quá, chứ chữ tu về ở. Ông nói muốn làm người buổi đầu tiên, muốn làm người tai gác mặt liền, mà cầu cho được an khương bốn bề. Cái lời nói của người hiền làm người đó, nói ra rồi thì phải lấy cái tâm của người để nói chuyện, chứ nói ra không có hỗn hào. Nói ra phải lấy cái tâm của người mà để dạy người. Bởi vì cuộc vật thế trần như mật dính dao, phải chỉnh đốn người ta, đừng có tham lam. Chơi cái gì cũng được cho nhiễm hết, mà cứ trần bất nhiễm là người thánh. Đó là người đó, nếu bước thánh rồi là bắt đầu đắc quả Phật. Cư trần bất nhiễm là người thánh, lánh tục đừng mê đứng bực hiền là đắc quả Phật luôn. Bởi Dạ ông hai, thì người ta nói là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, nghĩa là ở nhà thờ cha mẹ không thì nó có thoát khỏi cái đại nạn không ông hai? thoát chứ, mà thì phải người phải biết chuyện mới được. Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, bởi vì cha mẹ là cao cả nhất. Bởi có câu nói nhân sanh hiếu nghĩa phải làm xong đó, mới đáng cháu con giống lạc hồng, công cha mẹ sanh thành, so tợ núi công mẹ dưỡng dục sánh giường xong. Bởi cái công cha mẹ là lớn cao cả nhất, là ông bà cha mẹ. Bởi làm người biết chuyện phải nghĩ ngay vào trong cái đường đó mới gọi là người. Chứ nhiều người không biết gì trân trọi cha mẹ đang lang thang lứ thứ, rồi đi đó đi đây cầu nguyện, có tội luôn. Cái đó gọi là quả bất lành chưa trả gây thêm. Bởi vì việc nhà mình chưa có xong, chứ phải mình sang cả mình đi đó được. Việc nhà quý bạn đã xong, hảo tâm làm phước mới rõ lòng hiền nhân. Nhặt mình chưa có xong, bởi nói quả bất lành chưa trả gây thêm, mà cầu cho đời sống lặng gió im, đặng bá tánh an nhàn tu niệm.
Phật muốn cho cái người đó phải thức tỉnh trở lại đó. Thành ra kinh điển này dạy đâu đó đàng hoàng hết, dạy ra hết trong cái chỗ tiền thân của người. Phải biết trong cái chỗ đó, đó mới gọi là người. Chứ người, người không biết chỗ đó rồi không phải là người. Dạ, thưa ông hai ơi, thầy mình có biết là sau này là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1. Sao mà khủng khiếp dữ không thầy? Thì 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thái bình. Hồi nãy có nói rồi đó. Bị khắp chúng sinh ở trong thế giới say mê dục dục một phần quá nhiều, mà chìm đắm trong biển lợi danh tàn là gây nên nghiệp quả không? Ý là như thế nào mà lại chết dữ vậy ông hai? Thì chết rồi con người vô tâm. Nó không có tâm, không có cái tâm của Phật. Thành đã phải nhận trong cái chỗ đó. Còn người có tâm Phật sau khi này còn nè, chứ không phải không còn nha. Con người có tâm Phật rồi sau khi này còn hết trơn, cái vong linh đó còn nè. Sau khi này nữa rồi sau khi này có cái trận mà cái bằng nước lũ mà nó dâng cao lên đó, đại hồng thủy đó, là cái xác nào nổi đó. Bởi vì văn phù Bồ Tát từ bi, văn phù vậy chế chèo chiếc thuyền đó mà thầy lại cầm lái. Bây giờ ông biết vậy là cái người tu thì nổi ha, người tu nổi, cái người không tu thì chìm chìm, người nổi đó là nổi về đó rồi sách tại đó. Quan Âm mới chúc hết tịnh bình, là cái vong linh của người chết đó, đó. Là nhập vô trở lại đó. Bởi vì khi sống trở lại rồi không có còn ruột thịt thân bằng, không có còn nhớ ai là ai nữa. Chỉ biết đó thôi, chứ không còn nhớ ai nữa hết. Chứ không phải nói chuyện mà ấy. Bởi vì Quan Âm chúc hết tịnh bình, cứu an bá tánh một lần nạn nguy. Con người có tâm đạo mà cũng nằm trong cái trận đó luôn đó, mà đều còn vong linh còn. Bởi nó thiền bát nhã ta cầm tay lái, quyết độ đời đến chúng sông mê. Ông độ chúng sanh tới cỡ đó, nếu tùng theo rồi thì cỡ nào cũng độ hết. Chỉ là tới cái lúc đó người tu mới nổi ha, hiện bây giờ cái người tu mà xuống sông vẫn chìm ha. Chìm. Bởi vì chỉ có Phật biết thôi. Yeah. Người tu hay không tu gì chỉ có Phật thôi, mà thầy biết thôi. Chứ mình ở đây mình thấy lẹ mắt đó, nhiều khi không có tu luôn. Không luôn. Sao mà cái câu thầy nói là cho biết là cuộc đời mỏng tợ màn the là sao thầy? Thì cuộc đời nó hết nè. Bây giờ thời cơ này là cái thời cơ chính, là ngay chân cái thời cơ cuộc đời đã hết. Đời đã hết, đời nó mới mỏng. Còn không có bao nhiêu nữa là nó đã hết cuộc đời. Rồi thầy cho biết thêm là lộ văn giáo gì nữa, máu tràn là xong thì sao mà khủng khiếp quá vậy thầy? Thì trong cái chỗ đó là bước đầu tiên trong cái chỗ cuộc đời. Bây giờ là đầu tiên nè, bệnh hoạn này kia nọ là đánh thức của tâm của người nè, mà vậy nữa mà còn chưa có thấy ai đến. Đang sàng lọc ha. Ừ, đang chưa có thấy gì. Tới chừng đó rồi đó, qua liền năm nước trật đàn, qua lộ gian dấu máu trào, máu tràn thành sông. Phật ở trên, thầy ở trên mà ông dòm xuống còn khóc, chứ không phải nói chuyện. Dòm xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho chiếc. Rồi cái cuộc đó rồi mới với cái cuộc mà dữ dằn. Từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông trách rằng trời Phật sao không lòng từ bi. Bị gì ở thời cơ nó đã tới rồi, phải nhận trong cái phần đó đi. Yeah. Chứ không khi nào thoát được. Yeah. Đúng không Khánh, mình là sấm nổ hay là bom đạn của 18 nước nổ? Sấm nổ bực bì trên đi đỉnh mà. Bực bì trên đi đỉnh. Cái dạng xưa là 4 viên ông thẻ đá ở trên đó nằm xuống tới đó. 4 viên ông thẻ. Bị gì cái cuộc đó là cái ý của bực bì trên đã định bước qua thượng cổ rồi. 3 tiếng âm thinh khói bay nguôi ngút tiệt, âm dương chẳng chút còn gì. Cái ngày ấy là cái ngày đền vàng mới lộ. Đó là giặc giả chiến tranh luôn hả? Tới luôn. Chứ không phải đền vàng lộ mà yên sao. Cái cột cờ đó có cái hộp ngọc lưu ly dọi lên tới cái xa mịt mù chảnh 18 nước chư hầu đều ngó thấy. Yeah. Nó biết nhà Nam mình đền vàng nó đã lộ. Yeah.
vì vì cái đền vàng không à, cái người mình phải ra câu xé nhau không hay? Thì nói vậy thôi. Mày muốn qua lấy, đằng kia nó binh nó không cho lấy. Khi thấy được rồi là phải cấu xé lẫn nhau thôi. Cấu nước này quánh nước kia quánh nước nọ vậy, nó binh vượt với nhau. Không lẽ rồi nó quánh rồi cái mày bỏ chạy vậy, nó lấy cái chỗ này sao? Đâu có lấy được, buộc nó phải binh. Nó binh binh mà nó chịu thua rồi đó thì nước khác, nếu mình thua nó lấy sao? Thì phải cấu xé nhau hoài. Nếu mà tới thời kỳ đó chắc xác người trôi bèo luôn không hay. Tao nói cái chỗ chết không có bút mực tả. Không có bút mực nào mà tả cái xác chết hết. 10 người mà còn có 3 người đó, hỏi gì sẽ làm sao nè. Bởi chúng sanh không có bút mực nào mà ghi hết. Đây là cái tai nạn, cái năm này mình ngó thấy rồi đó, còn tới nữa. Nếu cái đời này nó hết thiệt rồi đó hen, bước qua năm mẹo như tơ rối cuộn, gỡ không được rồi đó. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi mới lại tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương rồng lộn ê hề thấy phơi, quánh ngay đó luôn. Đó là cái điểm chính mà các nước đang dầm mà. Nó dầm ngay đó không? Chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì cuộc đời của chúng sanh nào là bị đau chết, vô cái chỗ vợ xa chồng, chồng xa con, chồng xa vợ, rồi u buồn với nhau, bởi vì không mần ăn. Không có mần ăn được cái gì chân. 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở mà niệm nhiều năm mô. Tới chừng đó ngó thấy đó mới ăn năn. Thì cái phần đó nó cũng còn, mà đều có chỗ còn cũng tùy nữa, cái bực bì trên để định. Chứ không có còn hết được, bởi vì nó quá muộn. Nhưng mà còn cái vong linh sau khi này làm con làm cháu mà nó bước qua cái chỗ mà trung quân rồi thượng quân rồi tới cái trung quân đó, có thể còn đầu thai lên trong cái chỗ đó. Dạ, thứ hai thì cái người mà ta tạo nghiệp ác xong rồi người ta lại mà ung dung sống thọ quá thôi. Tại vì không biết đâu, thiên địa lấy không có hay đâu. Bởi vì nó tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt duyên trần, hai bàn tay trắng thì giữ phần nào đâu. Nhưng mà câu nói là trong câu kinh. Còn đồng tiền đó mà làm bất nhân rồi đó, mà có đồng tiền đó rồi dần dần nó phi tan hết. Bởi vì của thiên địa tuy rộng mênh mông, để dành cho người chứ không dành cho con người. Bởi nói có rồi giúp cho kẻ khó mới nhận. Đó là còn hả? Nhà đồng đạo và môn nhân đệ tử của Phật này, tôi cũng kể lại cái câu chuyện mà để đánh thức lại cái tâm của môn nhân đệ tử của nhà Phật, mà sau khi này làm những chuyện đi đúng phần nhiều trật không có. Bởi vì ngày xưa đó có mẫu chuyện để lại đó, tôi thì nói không thuộc, không có hết lời được, đây cũng nói ngắn ngủi lấy cái điểm chính mà nói. Ông cả đó ông đau ông gần chết, mà ông cháu lại với con, mà ông cả đó ông cũng tu hiền dữ lắm á. Ông gần chết, ông cháu lại với con, khi mà cha chết rồi đó, con phải làm trai lạc này kia nọ, làm từng tự chứ không có làm chuyện gì long trọng đó nghe, cho nó hao tốn, sau khi này nó tổn thất các con. Khi mà ông chết rồi đàng hoàng đó, làm từng nhiều từng lắm, tới cái từng cuối cùng là từng thứ bảy đó, các con nó hợp lại, nó bàn sẵn, nó gia đình của mình, cha mẹ của mình cũng là có danh ở trong làng, mình cũng là nhà có ăn không chứ không phải nghèo khổ gì. Mà mấy từng vừa qua đời thấy mình làm cũng hiu hắt, thôi giờ từng này để mình làm cho hơi long trọng chút xíu, là hợp anh em đi lại đặng mà bàn. Từng đó mần con heo, cái từng cuối cùng, từng thứ bảy đó mần con heo để mời thân bằng ruột thịt này kia nọ, môn nhân đệ tử của Phật này kia nọ tới, ai muốn dùng chi đó dùng. Còn cái phần từng tự thì
chỗ cúng kiến ở trong chỗ đó thì nó không phải là cái chỗ gì, cái hộp lại mần con heo, cái ổng ở trên trên trời ổng hạ sang xuống, ổng hóa ra một con trâu trong buổi tiệc đó, hóa ra cái con trâu, cái con trâu dắt ổng, dắt con trâu gần tới nhà ổng, cái con trâu nhà ổng chết đi, rồi ổng mới bứt cỏ cho trâu ăn, rồi ổng bày con cháu với ổng cũng bu lại coi, nói ông già này bộ ông khùng hay sao, con trâu chết rồi mà ổng bứt cỏ cho ăn. Ổng mới trả lời nó, mấy chú khùng chứ ai khùng, hỏi con trâu nó mới chết mà tôi bứt cỏ cho nó ăn mà mấy chú cho tôi khùng, gần cha của chú đó chết bao lâu rồi mà bây giờ mấy chú để mần long trọng heo này kia nọ để cúng tế trong cái tuần thứ bảy. Cái nó nói hồi cái ông trả lời ông không được, nó gượt ông, gượt ông quánh, ông chạy vòng 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 một hồi rồi ông chạy lên trên cái bàn thờ của ông đó, ông đứng ông nói cha, tao là cha của tụi bay nè, hồi chết tao chối với tụi bay làm sao mà bây giờ tụi bay lại làm vậy, bây đó là bây trả chữ hiếu rồi hả, bây báo cho tao phải chuyển lưng lại trong cái chỗ này chỗ nọ chứ đâu phải bây là nghĩ tới tao. Rồi cái cha bây chết đó, đâu đó nói lại với các con cái hậu sau khi này gán lo cúng lại ăn chay niệm Phật và lo tu hiền, đặng cái gia sản của cha mẹ nó còn còn lại cho các con. Còn các con không có nghe gì chân trời, các con đi làm gì đó. Con heo này phần của ba, ba nhận. Coi như làm sao mà ba thác được, phải chuyển lưng lại nó nữa đó. Bởi vì cái chỗ ba từ chối các con rồi mà các con lại làm như vậy. Người ta để ghi trong cái chỗ đó. Nói các con không nghe mà các con làm như vậy. Thành ra cái chỗ tội con heo này đó, ba phải nhận cái phần này. Còn các con từ đây mãi trễ giờ sau gắng lo tu hiền niệm Phật, ăn chay theo nguyên tắc của bậc bề trên để giáo hóa cho các con, mà đặng cho ba dơ đi trong cái cảnh khó con heo ngày nay. Như vậy có đôi lời trong chỗ đó. Bởi vì tất cả môn nhân đệ tử của nhà Phật, của giáo chủ ngày hôm nay cũng suy nghĩ cho kỹ. Lời của Phật nói chuyện nếu làm đám mà được gì cực lạc thì giàu sang được trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề khi bỏ sát nhiều tiền lo lót sao? Bị gì bực bề trên ta đâu có dùng trong cái chỗ đó mà mình lại làm gì? Ta lấy cái tấm lòng của người phải chân chất thật thà, cái tâm phải Phật là mới phổ độ cái vong linh của ông bà cha mẹ mình mới được. Còn các con mà đi làm như vậy là sai vậy lắm. Cái câu nói nếu nghèo tu hiền ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Tại sao các con không có làm theo trong cái chỗ đó? Từ bi thì độ tử độ sanh, mà độ kẻ hiền lương nhân ái, chứ đâu phải độ những người khó ăn được. Bị gì bực bì trên ta liêm chính phân minh, ta nhắm mực cầm cân để phân xử chúng sanh và môn nhân đệ tử trong cái thời đại hiện đại quá ngày nay, mà cái đời này cũng đã hết đời rồi. Ngày hôm nay nói đây rồi nhắc nhở để cho nhớ mà gắng lo tu hiền đó nghe. Hạ Nguyên nay đã hết đời, mà nó hết đời 2000 năm, mà ông Vù Tạc tháng thiếu cho 20 năm nữa đó. Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Bởi câu nói của Phật nói đố ai biết đặng ngày mai, bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Từ lại đập cảnh buồn rầu cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi, bắt đầu là trị tội đó. Bởi gán lo tu hiền là lo niệm Phật, đặng giải thoát sau khi này cũng là làm dân quan của đất Việt, hay là con cháu của đất Việt sau khi này, chứ đừng có cãi theo cái bậc cao minh mà làm tội thì sau khi này không có khi nào mà thoát tội được đâu nha. Vậy gắng lo tu hiền và lo niệm Phật. Bị gì trong cái cuộc biến chuyển
nhâm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gối cuồng. Mà trong cái nhâm dần này coi như đã hết rồi, mình nhìn thấy rõ ràng khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Ý là mỗi cái dáng màn không mình thấy hiu quạnh rõ ràng. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Đây rồi khắp thế giới biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Bị vậy cũng đời nó đã hết đời rồi, nó không còn nữa. Bởi chúng sanh môn nhân đệ tử gán mà nghe cái câu kinh của Phật mà hiểu ý mà lo tu hiền, đặng cho nó còn sống sót sau khi này. Cuộc đời nó tới rồi, tới cảnh khó của chúng sanh, chứ không phải tới mà tiêu diệt hết, nói cho nó rành gì đó. Người nào còn là còn, mất là mất, mà cái phần mất nó quá nhiều. Bởi vì có câu nói của bậc Phật nói chuyện: khắp chúng sanh ở trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, tàn là say mê vật dục không, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả. Ngày nay lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít mà người tội ác là quá nhiều. Bị cuộc đời này đã hội công đồng đã có, Phật Tổ với Ngọc Hoàng trước kia đó coi như muốn vũ sổ tiêu cho rồi đó. Mà Minh Dương khó đứng khôn ngồi lên cầu xin với Phật Tổ để qua nói với Ngọc Hoàng để cho chúng sanh cho sống, đằng sau khi này Phật khai kinh mở đạo. Hiện dạy có còn được nhiêu còn, thì sau khi này trong hai thế kỷ 22.000 năm ngài vũ sổ cũng được, chứ không có chuyện chi. Bị vì cái đời này nó đã hết đời. Bởi vì khắp chúng sanh tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu có kiếm điên khùng. Ngày sau ông gạch cho rành, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Tất cả ai mà nghe được rồi phải hiểu ý mà lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, chứ không có phải trần chờ được. Nếu trần chờ được là khi mà trở lại rồi nó ra trễ tất cả, tới chừng ngó thấy rồi ăn năn chẳng kịp mà khó bề tính ta. Ngày nay nghe được rồi phải quay cái tâm tánh trở lại mà sớm đến Phật đàn, đằng sau khi này Phật độ mới có còn được. Bởi vì hội công đồng đó rồi xem xét cái trơn trọi rồi. Ngọc Hoàng nói với Phật Tổ: tội ác vô số kể, hội công đồng xem xét hẳn hoài, sai chư sổ tội ác vô số kể, thành đã mới sai chư tướng xuống răng trần thế. Từ đây mãi trở về sau nội quả hoạn bình đau này không biết bao nhiêu chứng, đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nội thung dung, mà người tu niệm sống đời thượng cổ. Đây là tôi biết được bao nhiêu thì tôi nói ra hết bao nhiêu, mà suy nghĩ theo đó mà lo tu hiền, ăn chay niệm Phật. Chứ còn không có còn cái đời này không, mình nhận thấy cái cảnh khó nó có. Đây là bước đầu qua năm mèo, coi như có thể rằng đi liền luôn. Bị vì cuộc đời trong cái nhiệm kỳ đã hội công đồng đã hết rồi, coi chừng đi liền luôn. Nó mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng gồng gắn máu đầu chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Đến khỉ kia cũng bị sáo sào mà canh phia rà rẫy máu đầu mấy ngưng. Hay là mèo kêu bá tánh lao sao, hay là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay phơi. Cuộc đời này nó hết. Ngày hôm nay tôi nói đây tôi, đó là sự thật để đa nghi trong bước đường này sẽ đi tới luôn, chứ không dừng lại, bị giờ đời hết rồi. Bởi lời Phật nói nó đời cùng tu gấp kịp thì, mà nhận thấy nó đã hết rõ rồi. Mà cái quả quạng trong cái tai nạn mình cũng chứng từ đã ngó thấy luôn. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non,
Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lại. Nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin, mà tới chừng thấy rồi ăn năn chẳng kịp. Làm sao ăn năn? Thấy rồi là cảnh khó nó tới bên mình, coi như chết trong chút lát là chết rồi, làm sao ăn năn kịp? Bởi vì tất cả nhất định phải lo tu, chứ không có nói chuyện gì hết. Mà ai không tu rồi đó, chừng khổ phải nhận thôi. Không tu chừng khổ cũng đừng có trách sao không chỉ bảo. Đây là dạch hết trơn trọi rồi. Tại vì không nghe, phải nhận trong cái phần đó đi. Mà ngày sau khi này mà nếu không có còn rồi đó, là chuyển lưng trong muôn vật khác lại, mà tới hai muôn năm. Ủa, tới một muôn năm. Chuyển lưng trong muôn vật khác lại, căng mờ ám làm điều giải dột. Ngày hôm nay nhận thấy chúng sanh mê, nên đem pháp thiết, mà khi giải thoát rồi pháp bất khả dục. Phải chịu đựng trong cái chỗ đó, tùy cái căn cơ của mình để đào tạo mà chuyển lực. Bởi vì tất cả nhìn thấy rõ ràng trong cuộc đời thì môn nhân đệ tử đều đã có thấy biết rồi đó, gán mà lo. Dạ thưa ông hai ơi, thì mấy cái điềm bây giờ nó xuất hiện hết ông hai. Điềm này, điềm lửa, điềm nước nè, rồi thêm cái điềm lạ mà con dê kêu mẹ ơi nữa ông hai. Thì cái chuyện đó thì nó không có nằm ở trong cái khuôn khổ trong câu kinh của Phật. Thành ra cái chỗ đó mình dự đoán để nói chuyện, mà nói ra là cái lấy cái chữ mà cái chỗ đó cũng đánh thức cái tâm của người. Bởi vì thú vật biết tu hành nao nức, mình nói chuyện nó nghe đó nghe. Mà cái con đó mà nó nghe nó biết được đó, thì coi như không phải là chuyện tầm thường. Coi như cũng có cái gì nằm ở trong cái thâm tâm của nó. Bởi Phật có câu hờn trách chúng sanh môn nhân đệ tử của nhà Phật. Ông nói thú vật biết tu hành nao nức, làm người đầy đủ chỗ khôn ngoan sao mà không lo tu. Thú vật biết tu hành nao nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Bởi vì của thế gian này nó không có chuyện gì tồn tại hết. Cái chuyện gì phải lo tu hiền nó mới có còn được. Bởi vì đứng từ bi, chữ từ là hiền, chữ bi là hỷ xả, cái gì cũng là không, là đứng vì một vị Phật. Thành ra cái tầm sâu hiểu rộng của bậc bề trên Phật tổ ban ra là cho để cho hiểu biết mà khai kinh, mà để đánh thức trong môn nhân đệ tử. Mà cái đời này nó đã hết đời rồi, đó là lời tôi nói thẳng. Bị vì hạ quân nay đã hết đời, phải gán lo tu. Mà con người tu bây giờ có tu nó rất, mà hở ra cái câu nói này của Phật nói, nhưng mà nói ra tường thực cho môn nhân đệ tử để biết, trong cái kẻ người sang cả. Ông nói thấy cái cảnh khó của chúng sanh cũng như mình. Ông nói giúp, có giúp cho kẻ khó mới nhầm. Đến lạng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Thật Tây Phương có lẽ hiểu dư, đâu có túng thiếu mà quơ mà tờ. Tại môn nhân đệ tử của Phật xem kinh mà không hiểu cái ý nghĩa trong câu kinh, thành ở chỗ đi một phần đi sai nhiều. Đi sai mà nói chuyện sai luôn, bởi vì nói theo trong câu kinh. Bởi vì nó có cái hậu, cái ý nghĩa trong câu kinh nó có cái hậu mà không ai biết được hết. Thành ra vì trong chỗ đó bước đường đi sai quá nhiều sai. Dạ thưa ông hai, thì cái mình ở đây, mình người ở đây mình tu nè, làm hiền nè, có thể nó thoát qua cái đại nạn tam thế chiến không? Thì cái hiền nó phải thiệt là hiền. Bởi vì con người mà thiệt hiền, thiệt tâm rồi đó, là có thần để hộ cho mình. Đó là lời nói thẳng. Bởi niệm Phật, ông nói niệm Phật thường thường có bốn vị thần linh bên mình. Mà cái niệm Phật phải tùng theo cái ý nghĩa trong cái tiếng niệm Phật. Cái gì cũng là hiền.
cái gì cũng là từ. Bởi vì cái người niệm Phật đó, ở ngoài đời người ta nói nặng nói nhẹ cũng miếng miệng cười, mà người ta biết hết, mà nói ra không ai tin. Thành đã buộc phải nhận trong cái chỗ đó đi. Vậy có câu nói kệ kinh nhiều kẻ đọc suông, lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Đó là bậc cao minh để nhắc nhở, xem kinh phải hiểu lý kinh. Nhờ cho tất cả môn nhân đệ tử của Phật để nghe tiếp. Cái chữ tu đó là trong kinh điển đã để rõ ràng, không có tiền kỳ mà bằng ở chữ hiếu hết. Nói cho nó rành vậy thôi. Bởi vì thiên kinh dạng quyển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Quan trọng nhất là cái sự giống như thể sự tồn. Cơm hàng bữa là bưng lên để xuống cầu hồn minh linh. Đó là bổn phận làm con, ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới ngoan. Cái chữ tôi này đó có cái ý nghĩa là cái chỗ làm tôi. Bởi vì ông bà cha mẹ của mình hồi còn đương thời lo lắng cho con việc này việc nọ, mà khi đã mãn phần rồi thì các con phải làm lại trong chỗ đó mới phải đúng trong châu kỳ mới gọi là làm tôi của tổ tiên. Phải đền phải đáp cho rồi mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đoàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Bởi có câu nói thiên kinh dạng quyển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Phải lo cho toàn trong chỗ đó mới là người. Chứ làm người mà không biết gì chân trời. Bởi vì có hình hài thể xác ngày hôm nay đây là do đâu mà có? Cũng do có chỗ ông bà cha mẹ mình mới có được ngày nay. Đầy đủ cái chỗ khôn ngoan là cũng do nơi cái chỗ ông bà để đào tạo ra cho quá cái ánh sáng. Tại sao làm người không biết gì trân trời là khổ dữ dằn luôn. Cái việc gì cũng vậy, ở cái chùa nào cũng vậy, Phật là cao minh mà cũng phải có cụ quyền ông bà chăm họ để có nằm trong cái chùa đó. Bởi vì ai tới thì cũng đều cúng đều lại. Đó là cũng là đền đáp, chứ không phải nói chuyện mà cái chữ hiếu mà bỏ qua được. Bởi nói thiên kinh vạn quyển mà học cho thông hết trơn trời trong chỗ mấy cuốn kinh đó đi, mà chữ hiếu không xong rồi tất nhiên là không được gì hết trơn trời. Bởi vì gán lo tu hiền và cũng nghĩ tới bực bề trên. Cái chữ tu này đó là đố ai biết đặng ngày mai, hay là ngày bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu, tươi đài đập cảnh buồn rầu. Bởi vì tất cả môn chúng sanh và môn nhân đệ tử của Phật coi như gán lo tu hiền mà giúp cho đời nhỏ lớn gì cũng được, nhưng mà có đó là mình giúp cho đời gọi là người. Dạ thưa ông hai ơi, thì sau này có ba tiếng sấm không hai? Thì lời của Phật nói đó, âm thanh ba tiếng khói bay nguôi ngút, tiệt âm dương chẳng chút còn gì, nhìn mịt mù cha lại lạc con, chồng lạc vợ núi non tiếng khóc. Cái ngày mà có cái ánh sáng rồi đó, đều thay đổi hết trơn. Nó không có còn, bởi vì thân bằng ruột thịt đi nữa cũng gì, nó trở lại khác hết. Bởi vì tâm tánh mỗi người đều khác nhau, nó không có phải như một tâm một tánh, đều khác hết. Ngày ấy rồi đổ nhật đổ nguyệt đổ phong là bước qua thượng cổ đó. Ngày ấy ăn năn chẳng kịp và khó bề tính ta. Xem kinh rồi phải nhớ đặng mà lo tu hiền, chứ ngày đó rồi không có còn tu kịp nữa. Đã cái đó là tu không kịp. Tu không kịp. Bị gì khói bay nguôi ngút thì đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Bởi ông nói có rồi phải giúp đi. Có thể bôi đi, có thể bực bề trên ân xá, đại ân xá trong cái chỗ nghiệp vướng mình đã gieo mà có ngày nay là còn. Nhặt của người ta mà lấy làm của mình, mà khi có được rồi coi người ta không ra gì, không nghĩ tới người ta nữa. Vậy là ý ông hai nói có tiền thì mình giúp người đi ha. Có tiền dư giả giúp người. Mà cái người buôn bán đó, người ta buôn bán cắt cổ quá rồi lấy đồng tiền nó giúp cho người nghèo, có được cái gì không?
cũng có được. Mà con người mà bán như vậy làm sao có được. Nó thẳng đó nghe. Bởi tôi nói thí dụ người ta lời 10 ngàn mà mình lời 8 ngàn thôi. Một ngày đó người ta tới người ta mua mình đó, theo 50 người. Còn cái người mà bán cắt cổ đó, đó đâu có 20 người, 30 người gì. Nói gì chứ nó không có bằng cái người kia nha. Thấy gì đó mà không bằng. Bởi nói bực bề trên độ cho người chứ không phải độ cho con người. Là cái câu nói nó cũng nhiều cái phân tách và nhiều cái ý nghĩa trong. Cái chuyện gì phải nghĩ tới nhau. Cũng như thể mình đi mua bán hoài ngoài chợ nè. Mình cũng biết chỗ nào mắc, chỗ nào rẻ đi ngay đó mua. Chứ đâu có đi lại ngay trong cái chỗ mắc mà mua. Thì nói vậy đó. Cái việc buôn bán cũng vậy mà cái tâm của người mình cũng vậy. Nếu nghĩ tới nhau là toàn thắng. Nếu nghĩ tới là được việc. Còn bằng không nghĩ đó thì chết rồi cũng nắm hai tay. Đâu đem tiền của đem đầy hầu non, chỉ có tội phước khỏi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đình. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đạ nhiều ngày thẩm thê. Thì ngay căn con đường đó đó. Bởi nếu làm người thiệt người rồi phải nghĩ tới. Buôn bán cũng vậy đó. Buôn bán phải giữ cho ngang cân. Thế được. Ông hay nhận định đi cái lời thầy mình nói ra nó sẽ có, sẽ đến không hay? Thì nó phải có thôi. Nhất định là phải có. Nhưng mà cái lời nói của ông cả 100-200 năm xài. Bây giờ chưa tới bởi câu nói thiên cơ ai dám nói thừa. Nhạc nó chưa tới trong cái chỗ đó. Mà ông ở đây hoài đâu có được. Thiên cơ ai dám nói thừa mà trong ba tánh chẳng ưa tu hành. Ông nói ra là có. Mà bây giờ nó có thiệt. Nó có rồi. Nó có hết. Chứ không khi nào chạy con đường nào cho thác được hết. Phải có thôi. Bởi vì cuộc đời này nó đã hết đời. Bởi tất cả chúng sanh con cháu của nhà Phật nhất định phải lo tu hiền, phải tùng theo kinh mà làm. Dầu không ấy nữa cũng là con cháu của một muôn năm sau khi này. Chứ đừng để cho tiêu diệt. Như vậy là chờ Phật đã sắp đặt cho ông Năm Chèo để hành phạt những người hung ác ha? Thì nói vậy, hành phạt những người đó đó. Bởi ngày ấy rồi có hai vị thần đứng hai bên. Tại sao cái lần cái miệng của ông, cái ánh sáng cũng như thể còn sáng như cái đèn của mình. Mà hai bên là tối hụt. Mà đi theo cái đường sáng đó thì có tội rồi ông cho đi hết. Mà cái người mà không có tội rồi là ông nắm trở lại, nói ông đi con đường này không có được, đi qua đường kia kìa. Mà đường kia nó tối hù à. Mà ông biểu đi qua đường đó đó, chứ không có đi theo cái đường sáng này được. Thì con người mà đi qua đường tối là người còn. Dạ, thì ông hai nói cũng có lý. Nhưng mà cái người bây giờ người ta nói không tin, cái đó không có, ông Năm Chèo không có. Ông hai nhận định sao hay? Bởi vì lời của Cao Minh nói chuyện không có câu nói nào không có. Bởi ông nói thời chưa thấy nó, thời không tin đó. Ông nói con sông nước chảy dầm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nhiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Bởi vì không biết bao nhiêu nước mà quánh dội bơm ổng mà ổng không chết. Còn đặt cái bàn hương án giữa trời, trong đó để không biết bao nhiêu nước để cầu khẩn. Là bực bề trên để xuống trị, chứ để thôi nó hại dân chúng quá rồi. Thì ổng mới trở lại. Ngày đó ổng mới trở lại. Ổng trở lại rồi là ổng đứng ở trên ông mắt gì nè, là bay lên. Bay lên quá rồi hình như trong đó để như con rồng vậy đó. Ông phóng đó, ông cởi rồi đảo lộn rồi luôn. Thành ra bao nhiêu nước ở tại đó phục tùng quay trở về hết. Bá gia mới biết người khùng là ai. Bởi vì cái việc gì ổng nói cũng có hết. Nhưng mà chưa tới. Mà tới rồi là làm sao nè. Ổng nói thiên cơ ai dám nói thừa. Mà trong bá tánh chẳng ưa tu hành. Cái câu nói đó là câu nói gằn. Trong môn nhân đệ tử của nhà Phật phải tin tưởng theo trong chỗ đó. Tới chừng gặp rồi làm sao.
gặp rồi ăn năn được kịp sao? Gặp rồi ăn năn chẳng kịp khó bề tính tan. Ngày nay nghe được câu kinh rồi phải sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Chứ để ngó thấy rồi làm sao? Bởi kinh điển dạy ra rồi dạy hồi còn mạnh, dạy cho mình hiểu biết mà lo tu hiền, lo niệm Phật. Chứ mà dạy có người mang bệnh rồi dạy làm sao mà dạy được? Khi lâm nạn rồi dạy để nhằm cái gì trong cái câu kinh? Mà câu kinh nó có cái nghĩa gì người gần chết? Bởi dạy hồi còn mạnh, đã nghe được mà thức tỉnh được, lo tu hiền sau khi này còn. Lời của ông có câu nói đó nghe: nếu tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Nhất định tu là phải đạt được. Thôi sớm giờ nói cũng nhiều lắm rồi, tới đây thôi cũng ngừng lại bút nghiêm. Tất cả môn nhân đệ tử của Phật và của Thầy gán lo tu hiền và chân chất thật thà, thì câu nói tôi cũng đã có mở hết rồi đó. Cái điều thứ nhì là giúp cho kẻ khó mới nhầm đó thôi. Còn thứ nhất là cha mẹ. Bởi vì thiên kinh dạng quyển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Nếu bỏ cha bỏ mẹ rồi là không có làm gì nên chuyện gì hết. Còn điều thứ nhì, những người có của tiền dư phải giúp cho kẻ khó, đừng có dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, nói sao cho hết vậy thì dân ơn. Nói vậy thế thôi. Tất cả môn nhân đệ tử của Phật tới đây cũng viết giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sợ nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan.